Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phát lệnh truy tìm với Nguyễn Hữu Thiện, biệt danh là Room, sinh năm 1992, trú tại tổ 2, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku để làm rõ về hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức. Thiện được biết là một người kinh doanh các dòng xe máy thể thao với giá từ vài chục tới hàng trăm triệu đồng. Trong quá trình điều tra các hồ sơ đăng ký xe, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện Thiện đã sử dụng các hợp đồng thanh lý xe máy giả để hợp thức hóa đăng ký cho các xe máy không rõ nguồn gốc mà mình đã mua với giá rẻ, sau đó bán lại cho khách hàng với giá cao hơn để trục lợi. Đối tượng này có hẳn một cửa hàng 81 Sport chuyên mua bán các loại xe này trên đường Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku. Cảnh sát giao thông đã chuyển hồ sơ đến phòng cảnh sát hình sự thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Tuy nhiên, Thiện không có mặt ở nơi cư trú, bởi vậy, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định truy tìm Đồng thời, đề nghị công an các địa phương và các đơn vị trực thuộc phối hợp truy tìm Nguyễn Hữu Thiện. Qua tìm hiểu, trên Facebook cá nhân Ruby Room có những thông tin về việc buôn bán các dòng xe gắn máy với giá trị cao. Ở thành phố Pleiku, Thiện được xem là một dân chơi có tiếng. Hành vi làm giả giấy tờ là một hành vi trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực truy tìm đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở những video tiếp theo.